vị đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mới đây, tạp chí Le Point của Pháp đã có bài viết với nội dung Ukraine đang cố gắng ngăn cản các kế hoạch của Moscow ở châu Phi bằng cách cố gắng phát triển quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực. Báo Le Point cho biết, trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường định hướng ngoại giao của châu Phi bằng cách mở các đại sứ quán mới. Tác giả của bài báo nhớ lại, nhiều quốc gia ở lục địa đen đã từ chối hành động chống lại Nga sau khi bắt đầu chiến sự Ukraine. Trích cuộc trò chuyện với ấn phẩm đại sứ Ukraine tại Senegal Yuri Pivovarov, ông phàn nàn: "Chúng tôi thất vọng vì sự thiếu dũng cảm ở một số quốc gia mà chúng tôi coi là đồng minh. Chúng tôi vẫn không thể tưởng tượng được rằng nhiều quốc gia không lên án hành động của Nga, ít nhất là về mặt đạo đức." Các tài liệu cho biết Kiev đang cố gắng tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi. Đến cuối năm 2024, Ukraine dự kiến mở 20 đại sứ quán trong khu vực, trong khi Nga có số cơ quan ngoại giao nhiều gấp đôi. Bài báo kết luận, trong bối cảnh xung đột hỗn hợp với Nga dường như vẫn còn kéo dài, Kiev có ý định vận động hành lang vì lợi ích của mình ở một khu vực rất quan trọng đối với Moscow. Nga gần đây đã tích cực phát triển quan hệ với các nước châu Phi. Mùa hè năm ngoái, hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi đã được tổ chức tại Saint Petersburg với sự tham gia của phái đoàn từ 48 quốc gia. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tiết lộ, một số quốc gia khá ghen tị với chiến lược của Moscow và Nga cần phải làm việc tốt để chống chọi với sự cạnh tranh trong khu vực. Trong cuộc gặp quốc vụ Khanh, người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột với Nga kết thúc càng nhanh càng tốt để ngăn chặn thiệt hại về nhân mạng. Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong, đồng thời cho rằng chuyến thăm của Hồng y Parolin là tín hiệu mạnh mẽ từ Vatican. Về phần mình, Hồng y Pietro Parolin lưu ý ông đã gặp các đại diện Ukraine nhiều lần và chuyến thăm quan trọng lần này minh chứng cho mối quan hệ gần gũi giữa Tòa Thánh và Ukraine. Theo video đăng tải trên kênh Telegram của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói bằng tiếng Anh, "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta phải kết thúc giao tranh, tất nhiên là càng sớm càng tốt để không mất thêm các mạng sống." Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với BBC rằng ông hy vọng sẽ kết thúc giai đoạn nóng của cuộc giao tranh vào cuối năm nay và không ai muốn tiếp tục xung đột thêm 10 năm nữa hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói rõ ràng rằng giải pháp của ông là để các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đồng ý ủng hộ công thức hòa bình của ông và trình bày nó với Nga như một khối thống nhất. Công thức hòa bình là danh sách các yêu cầu của Zelensky được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022, từ việc Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, bao gồm Crimea và Donbass, thanh toán tiền bồi thường, xét xử tội ác gây ra cuộc xung đột đối với giới lãnh đạo Nga và tư cách thành viên của Ukraine ở NATO. Moscow đã bác bỏ điều đó vì cho rằng đó là ảo tưởng. Một tháng trước khi công bố công thức, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền. Việc Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ quan tâm đến việc nhanh chóng chấm dứt xung đột là một sự thay đổi giọng điệu rõ rệt so với hồi tháng 3, khi Giáo hoàng Francis kêu gọi Kiev thể hiện sự can đảm của lá cờ trắng và đàm phán với Moscow. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói, "Lá cờ của chúng tôi có màu vàng và xanh, chúng tôi sẽ không bao giờ treo bất kỳ lá cờ nào khác." Đức giáo Hoàng Francis cũng đã đưa ra hai lời đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga vào năm 2023, nhưng đều bị Kiev từ chối cả hai lần. Lần từ chối cuối cùng diễn ra vào tháng 6, ngay trước cuộc tổng tấn công của Ukraine kết thúc thất bại hoàn toàn và gây thương vong lớn. Chuyên gia quan hệ quốc tế người Ba Lan, tiến sĩ Witto Sokala, cho biết ngày 22 tháng 7 rằng ông Zelensky có thể thay đổi lời hùng biện của mình vì lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng và thay đổi chính sách hỗ trợ vô điều kiện của Washington đối với Kiev. Chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với phía Ukraine. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán, trong đó có việc rút quân Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.
Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Theo kênh CNN của Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra những tuyên bố đáng chú ý, khác biệt so với những lập trường trước đây. Tuyên bố bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù 2 năm trước ông đã ký sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán như vậy. Tổng thống Zelensky cũng cho biết giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột sẽ kết thúc trước cuối năm nay. CNN lưu ý, Kiev hiện đang đối mặt với tình hình khó khăn ở tiền tuyến và sự bất ổn về mức độ hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây, dù tiến độ của quân đội Nga ở miền đông Ukraine đã chậm lại kể từ khi Kiev nhận vũ khí bổ sung của Mỹ, nhưng lực lượng của Moscow vẫn tiếp tục đạt bước tiến với tốc độ chậm hơn. Trong khi Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine không nhận được đủ hỗ trợ từ phương Tây để giành chiến thắng trong cuộc chiến, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine John Hope lưu ý sự thay đổi giọng điệu của ông Zelensky có thể phản ánh tình hình chính trị tại Mỹ, nơi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố người đồng hành tranh cử là J.D. Vance vốn chỉ trích việc gửi hỗ trợ tới Ukraine. Ông Hope nhận định rằng Tổng thống Zelensky có thể đang tìm cách tiếp cận chính quyền ông Trump trong tương lai bằng cách nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán nếu thỏa thuận là công bằng. Tổng thống Zelensky cũng đã có cuộc điện đàm với ông Trump, người cam kết sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và kết thúc giao tranh. Phản ứng của Nga. Phản ứng về động thái mới từ nhà lãnh đạo Ukraine, theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22 tháng 7 nói với các phóng viên rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về khả năng đàm phán với Nga là một tín hiệu tích cực so với việc từ chối đàm phán hoàn toàn. Nhìn chung, tất nhiên điều này tốt hơn so với việc tuyên bố rằng bất kỳ liên lạc nào với phía Nga và nguyên thủ quốc gia Nga đều bị loại trừ. Ông Peskov nêu rõ, nhấn mạnh rằng tất nhiên nói về đối thoại, dù bằng giọng điệu nào, cũng tốt hơn nhiều so với việc nói về ý định chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý phía Nga vẫn chưa thể đánh giá chính xác những gì ẩn sau những lời này, lời của ông Zelensky về khả năng đàm phán, những kế hoạch cụ thể nào sẽ được thảo luận và những hành động nào sẽ được thực hiện theo hướng này nếu cuộc thảo luận là nghiêm túc. Ông Peskov gợi ý rằng chúng ta nên chờ đợi một số hành động cụ thể nếu có. Các chuyên gia Nga cũng nhận định rằng có một số lý do đằng sau sự thay đổi trong quan điểm của Tổng thống Zelensky. Trước đó, tình hình ở tiền tuyến không có dấu hiệu cải thiện cho lực lượng vũ trang Ukraine. Thêm vào đó, tình hình kinh tế và xã hội của nước này đang xấu đi do chiến dịch huy động quân vẫn tiếp tục và tình trạng mất điện ngày càng trở nên phổ biến. Sự thay đổi trong bối cảnh bầu cử của Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến quan điểm của ông Zelensky, đặc biệt khi cơ hội chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tăng sau vụ ám sát hụt, trong khi ông Trump đã cam kết sẽ hòa giải Nga và Ukraine ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhà khoa học chính trị Bogdan Petkenko, thành viên Hội đồng Tổng thống Nga về quan hệ liên sắc tộc, tin rằng sự cạn kiệt tài nguyên của Ukraine đã khiến Tổng thống Zelensky thay đổi thái độ. Số lượng nam giới đủ sức phục vụ trong quân đội đang giảm ở Ukraine, trong khi nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây không đủ để bù đắp những tổn thất. Rõ ràng là ông Zelensky đã đánh giá tình hình và kết luận rằng Ukraine đang phải đối mặt với tình huống khó khăn. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Nga Mikhail Pavlyuk chỉ ra rằng chính quyền Tổng thống Zelensky đã nỗ lực để có được thiện cảm của Đảng Cộng hòa trong những tháng gần đây. Sau màn tranh luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden và vụ ám sát hụt ông Trump, khả năng cao chính quyền Nhà Trắng tiếp theo sẽ là của Đảng Cộng hòa. Do đó, chúng ta đang chứng kiến những thay đổi và các quan chức cấp cao của Ukraine đang cố gắng đồng bộ hóa quan điểm của họ với người có thể thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, tuyên bố ngừng tranh cử của ông Joe Biden không chỉ để lại một khoảng trống cho vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ năm nay, mà còn có khả năng ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Có thể thấy rõ hai lập trường trái ngược nhau về vấn đề Ukraine đang xuất hiện bên trong chính quyền Mỹ. Đảng Cộng hòa, đảng xuất thân của ông Donald Trump, mong muốn tập trung nguồn vốn cho các vấn đề trong nước. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden lại mạnh mẽ ủng hộ Kiev. Quan điểm ủng hộ Ukraine của Tổng thống Joe Biden không chỉ được thể hiện thông qua những tuyên bố suông. Theo thống kê của USA Facts, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ hơn 44 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, chủ yếu thông qua quyền rút vốn của Tổng thống và chương trình hỗ trợ an ninh Ukraine. Trong năm đầu tiên nổ ra giao tranh giữa Nga và Ukraine, Quốc hội đã tăng dần mức trần của quyền rút vốn này từ 100 triệu đô la lên 11 tỷ đô la Mỹ. Kể từ tháng 8 năm 2022, chính quyền ông Biden đã 49 lần sử dụng phương pháp này để cung cấp vũ khí cho Kiev. Lần gần đây nhất là vào đầu tháng 5, khi Tổng thống Mỹ thông qua dự luật viện trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Giống như ông Biden, bà Harris là người ủng hộ Kiev và được cho là sẽ tiếp tục các chính sách của ông
nếu tái đắc cử. Lập trường sát cánh cùng Ukraine một lần nữa được bà Harris nhắc lại tại Hội nghị An ninh Munich đầu năm nay. Bà Harris nói, các bạn đã nói rõ rằng châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine và tôi cũng sẽ nói rõ rằng Tổng thống Joe Biden và tôi cũng vậy. Theo các chuyên gia, việc ông Biden rút khỏi đường đua làm thay đổi hoàn toàn chiến dịch, nhưng vẫn còn quá sớm để cho rằng điều này sẽ quyết định kết quả kỳ bỏ phiếu tháng 11 hay thậm chí là kết quả Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa vào tháng tới. Theo Wall Street Journal, viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ là một điềm báo xấu cho Kiev. Cựu Tổng thống đã nhiều lần nhắc tới khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine bằng cách cắt viện trợ quân sự, thậm chí kêu gọi Ukraine nên nhượng bộ để kết thúc giao tranh. Đầu năm nay, sự phản đối quyết liệt từ ông Trump và một số thành viên Đảng Cộng Hòa cũng là lý do khiến gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine bị đóng băng trong suốt nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ. Mới đây, lựa chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance làm người đồng hành tranh cử của cựu Tổng thống Trump càng củng cố thêm lo ngại từ phía Ukraine rằng những tuyên bố trước đó của ông sẽ thành hiện thực. Theo giới chuyên gia, sẽ có những hạn chế nhất định đối với châu Âu trong việc tăng chi tiêu quân sự cho Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị suy yếu sau nhiều năm cắt giảm ngân sách. Việc xoay chuyển tình thế cũng là một thách thức trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và dân số già hóa, cùng với sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng đối với việc cắt giảm chi tiêu phúc lợi để đầu tư cho quốc phòng. Những nghi ngờ về khả năng hành động nhanh hơn của châu Âu tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây, khi một số quốc gia phương Tây, bao gồm Pháp và Đức, gặp phải khủng hoảng chính trị. Cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, Đô đốc Rob Bauer cho biết, châu Âu giờ đây có thể nhìn thấy đáy thùng về những gì mà họ còn có thể cung cấp cho Ukraine. Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ, chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris đã huy động được số tiền kỷ lục 81 triệu đô la Mỹ, phần lớn trong số đó đến từ các nguồn tài trợ mới. Nếu tiếp tục kéo dài lợi thế đến Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử. Nếu thắng cử, bà cũng sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ứng cử viên tiềm năng sẽ cạnh tranh với Phó Tổng thống, tiêu biểu như Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro hay cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người từng đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!